Chào mừng các bạn đến với ST Kids TV. Ngày hôm nay chú Hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn gấp hình con công. Các bạn cùng theo dõi mình làm nhé. Để gấp được hình con công, chúng ta cần có một tờ giấy A4. Đầu tiên chúng ta sẽ gấp trôi tờ giấy A4 lại theo chiều dọc của tờ giấy như thế này nhé. Mục đích chúng ta gấp như thế này là chúng ta sẽ cắt chút xíu, chúng ta sẽ cắt cái tờ giấy A4 này ra thành hai miếng giấy vuông bằng nhau. Đã gấp xong, chúng ta sẽ dùng kéo cắt theo cái đường nếp gấp này nhé các bạn nhé. Sau khi cắt, chúng ta sẽ được hai miếng vuông bằng nhau và đối xứng nhau như thế này. Và chúng ta tiếp tục nhé. Ở ô vuông thứ nhất, chúng ta gấp hai đường chéo. Và đường chéo thứ hai. Ta lật úp miếng giấy lại. Bắt đầu miếng giấy vuông thứ nhất, chúng ta gấp một đường ngang đi qua giao điểm của hai đường chéo như thế này. Ta lật ngửa tờ giấy trở lại. Để ta gấp một đường dọc ở giữa hai ô vuông. Thank you.
Rồi các bạn để ý tay mình nhé. Hai ngón tay trỏ chúng ta để đây, chúng ta thu về. Rồi ngón trỏ này ta đẩy, xong ta sẽ vuốt cho các đường nếp gấp chúng ta nó sắc, nó gọn, sẽ đẹp. Để làm được hình con công này nó trải qua khá là nhiều giai đoạn nên các bạn giai đoạn tỉ mỉ nên các bạn cố gắng theo dõi kỹ mình làm. Các bạn để ý nhé, các đường thẳng ở trục giữa nó thẳng với nhau. Các bạn lưu ý nhé, cái đường này sẽ thẳng với cái đường trục ở giữa của hai ô vuông. Nhỏ nên nó rất là dễ bị nhầm lẫn các bạn nhé, nên cố gắng theo dõi kỹ giai đoạn này. Nếu chúng ta làm chưa được giống như mình hướng dẫn thì chúng ta sẽ tua ngược trở lại hoặc là mình bấm cái tốc độ chậm lại để mình xem cho nó kỹ. Sẽ gấp theo cái đường nếp gấp dài này. Sau đó ta dùng ngón trỏ vuốt, ta không vuốt hết nha, chúng ta vuốt cái góc này thôi. Bên này tương tự.
sau đó ta dùng ngón trỏ ta vuốt, ta không vuốt hết nha, chúng ta vuốt đến cái góc này thôi nè. Bên này chúng ta cũng sẽ gấp tương tự bên kia các bạn nhé. Không có gì khó cả, chúng ta cố gắng theo dõi là được. Giờ chúng ta sẽ làm được thôi. Cố lên nào. Bạn ấy mình làm đoạn này nha. Đây. Nhọn này sẽ chạm vào cái góc nhọn bên này. Cái góc này. Các bạn nên nhớ cái trục dọc giữa hai ô vuông luôn thẳng hàng với nhau các bạn nhé. Ta đang làm cái đuôi của con công các bạn nhé, đuôi của con công. Tiếp tục ta gấp đôi lại.
chúng ta sẽ dùng băng keo hai mặt chúng ta dán lại với nhau. Băng keo hai mặt chúng ta dán lại. Chú hề ST làm được, các bạn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.